Giao toán số 1, phương trình sin x. Thì đối với phương trình đó thì nó sẽ có dạng này: a nhân sin bình phương x cộng b nhân với sin x cộng với c bằng 0. Các em chú ý dạng của phương trình bậc 2 đối với hàm số lượng giác y bằng sin x. Vậy thì đối với phương trình này thì các em sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ giải quyết như sau: đặt t bằng sin x và điều kiện trị tuyệt đối của t nhỏ hơn hoặc bằng 1. Tại sao điều kiện? Thực ra các em không điều kiện thì cũng được, tuy nhiên phương trình nó sẽ không phải là phương trình tương đương. Vậy khi đó nó sẽ ra những cái nghiệm ngoại lai, đúng không? Chúng ta đặt điều kiện của t để chúng ta triệt tiêu bỏ những cái nghiệm ngoại lai đi. Khi chúng ta tìm ra nghiệm và chúng ta loại bỏ những cái nghiệm mà nó không thỏa mãn. Các em nhớ nhỉ, trị tuyệt đối của t nhỏ hơn hoặc bằng 1, hay là chúng ta hiểu là trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng t nhỏ hơn hoặc bằng 1. Vậy thì khi đó phương trình sẽ trở thành at bình phương cộng với bt và cộng với c. Đây là phương trình đại số thông thường bậc 2 đối với ẩn t, và hệ số a ở đây chắc chắn phải khác không rồi. Được chưa? Chúng ta giải quyết phương trình bậc 2 này. Sau khi giải quyết xong thì chúng ta thay quay trở lại cái bước đặt này. Từ đó chúng ta đi tìm nghiệm x và nhớ là thay những cái giá trị t thỏa mãn. Ok chưa? Thì đối với cái dạng toán này thì chúng ta hay sử dụng một số công thức sau. Các công thức thường dùng. Kèm nhớ cho thầy. Công thức đầu tiên: sin bình phương x cộng cos bình phương x bằng 1. Mặc định cho thầy nha. Sin bình phương alpha cộng cos bình phương alpha bằng 1. Nhớ là cứ cùng cùng, còn không quan tâm cùng là bao nhiêu. Hiểu chưa? Công thức tiếp theo đó là công thức nhân đôi. Cos 2x sẽ bằng cos bình trừ sin bình, hoặc bằng 2 cos bình trừ 1, hoặc là bằng 1 trừ đi 2 sin bình. Nhớ là chúng ta sử dụng một trong ba công thức này, chọn làm sao cho nó phù hợp nhất. Thì thường công thức sin thì chúng ta hàm sin này thì chúng ta hay sử dụng cái công thức cuối cùng này. Và tiếp theo công thức nữa đó là sin 2x sẽ bằng 2 lần sin x nhân cos x. Đây là công thức nhân đôi của sin x. Ok chưa? Các công thức thường dùng và những cái lý thuyết cơ bản nhất về phương trình bậc 2 đối với hàm số lượng giác y bằng sin x thầy đã đưa cho các em rồi. Bây giờ các em áp dụng lý thuyết này để chúng ta đi giải quyết các bài tập, các ví dụ thầy sẽ đưa cho các em. Và các em lưu ý ở đây, đây là những bài tập